Kênh YouTube Cựu Sinh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho quý khán giả và bà con về cây mút gai. Nó cây mút gai này bà con. Đây. Đây giờ mình ở vườn mình trồng ở dưới đây nè để mình chặt cho bà con coi. Đây, cây mút gai nha bà con. Đó. Này mình trồng dưới mương nè. Đó. Đây. Đây là cái cây mút gai nha bà con. Cây cây gì nó về nó trị về chiên về bên gan đó bà con nè, vàng da nè, mặt nám nè, rồi sơ gan nè, trị chiên về gan á bà con. Mấy người mà bị da bị vàng, rồi lên mặt mình bị nám, rồi bị sơ gan. Đó, mình róc nè. Cái gốc của nó nè bà con mình thấy ha. Về mình chặt mình lấy cái gốc này mình gọc. Mình gọc hết cái gai này ra. Đó. Cái gai ở ngoài này mình gọc nè. Đó, nó mình gọc hết cái gai. Cái gai ra ha, cái rồi mình lấy mình chặt mỏng à. Mình nói ngắn gọn để cho bà con mình dễ hiểu. Đó, để không mất thời gian của bà con nha. Chứ mình mặn thì nó hơi lâu, cho nên mình nói cho mấy bà con mình làm mà không mất thời gian. Bây giờ đó là gốc nè. Gốc hết cái gai này ra. Đó, rồi cái mình chặt mỏng dài vậy ha. Cái mình đem mình phơi. Đó. Mình phơi khô rồi mình nấu nước mình uống. Đó, trị sơ gan nè, rồi gan vàng da nè, rồi gan lên nám mặt nè. Đó, hay đại tài nha bà con. Đó, đây nó là kêu bằng cái tên của nó nè, lá của nó nè. Đó, cái tên của nó là cây mút gai. Đó, thường mình trồng ở dưới mấy vũng nè. Đó, mình chặt lên cho bà con mình thấy ra cây này có cây nó bự lắm rồi, cái gốc nó dài vậy nè. Đó, mình chỉ làm như là lấy cái không có lấy cái lá mà lấy cái cây thôi, cái thân cây này để mình gốc hết cái gai ra, cái mình chặt mỏng vậy nè, mình phơi cho nó dễ khô. Đó, rồi mình đem mình phơi khô mình để đó, rồi cái mình để dành, cái mình cứ nấu nước mình uống hoài vậy đó. Cái da mà bị vàng đó bà con. Đó, mình sắc mình uống lâu ngày rồi là nó hết vàng da nè, rồi sơ gan nè mà bụng bự đó, mình uống riết nó sổ. Nó cũng về nó cũng như là sổ tiểu luôn đó. Mình uống từ từ cái nó sổ hết. Rồi thứ ba nữa là mấy người mà gan mà lên mặt mà bị nám đó. Đó, mình uống nó là cũng rất là đại tài, hay đại tài nha mọi con. Đó, cây là cây mút gai đó. Mình chia sẻ với bà con á. Xin cho bà con hiểu về cái cây mút gai nè. Đó, là một vị thuốc nam. Đó, lá nó đó. Nó ở dưới mương á. Mình trồng nó mới tốt, nó đứng trên bờ trồng nó không tốt. Đó, rồi nó nhảy dữ lắm. Mình xin chia sẻ cho bà con cái về cái cây thuốc nam mà mút gai, nó chuyên về trị gan á bà con. Xin chào bà con. Mình có cái cây thuốc nam gì mà trị bệnh thì mình sẽ chia sẻ lên. Chào bà con.